đang bận bao nhiêu việc. Em gọi anh ra đây chỉ nhặt cho em mấy cọng hành này thôi á. Tôi khinh thường những người như anh. Anh lo cho nó à? Anh lấy cái gì mà lo cho nó hả? Tiền, tiền, lúc nào anh cũng chỉ tiền. Ôi, nhưng mà con yêu anh ấy. Anh đến rồi đây, có việc gì không? À, anh cứ ngồi trước đi đã. Có chuyện gì em nói đi. Anh nhặt hành ra cho em đi. Em đùa anh đấy à? Anh đang bận bao nhiêu việc. Em gọi anh ra đây chỉ nhặt cho em mấy cọng hành thôi á. Em đừng có trẻ con như thế nữa. Nếu không có việc gì thì anh đi đây. Đừng làm phiền lúc anh đang làm việc nữa. Anh cũng đến rồi, thì ngồi ăn cùng với em đi. Em đừng có trẻ con như thế nữa là không. Em có biết là vì em mà anh phải bỏ mấy cái hợp đồng không? Có hợp đồng thì mình mới có được nhà mới chứ. Hiểu chưa? Tiền, tiền, lúc nào anh cũng chỉ tiền. Anh có còn nhớ em là vợ của anh không đấy hả? Thế thì cô cũng thử nhìn lại cô xem. Suốt ngày nhà ăn bám, chẳng được cái tích sự gì. Tôi chán cô lắm rồi. Anh đúng là đồ khốn ạ. Tôi có mắt như mù mới lấy anh. Tôi đúng là ngu mới vướng phải cô mà. Có giỏi thì ly hôn đi. Tôi chán cô lắm rồi. Được. Về tôi sẽ ký đơn ly hôn, giải thoát cho anh. Anh đã hài lòng chưa? Con xin bố, con yêu anh Hoàng. Con xin bố hãy cho con cưới anh ấy ạ. Bà ơi, tuy giờ cháu chưa có gì trong tay, nhưng cháu hứa sẽ đối xử tốt với Trang, lo Trang một cuộc sống tốt nhất ạ. Anh lo cho nó à? Anh lấy cái gì mà lo cho nó hả? Bố ơi, bọn con vẫn còn trẻ, bọn con sẽ cố gắng được mà bố. Cố gắng đến bao giờ? Tao đã nói rồi, mày cố tình lấy nó nhá, đừng bao giờ bước vào cái nhà tao được nữa, biết chưa? Nhưng mà con yêu anh ấy. Con xin lỗi bố ạ. Rồi. Thank you.
Anh sẽ mở cho em một quán bún siêu to, siêu khổng lồ nhá. Thật nhá. Thật. Anh đúng là thằng nắm tệ bạc. Cô ấy hy sinh cho anh nhiều như thế, vậy mà tại sao anh cứ đối xử với anh như thế hả? Đấy là việc của tôi, không liên quan gì đến cô cả. Tôi khinh thường những người như anh. Cô này, tôi biết cô là bạn thân của cô ấy. Tôi có thể nhờ cô một việc được không? Chuyện gì tôi... Cô hãy cầm và đưa cho cô ấy, hoặc là trừ vào tiền cô ấy mỗi khi đến đây ăn. Cô ấy không ăn hành, cô đừng cho vào nhá. Chuyện này là sao? Vì tôi mà cô ấy phải khổ. Con thật là anh. Tôi ước đó chỉ là sự nhầm lẫn. Nhưng anh đúng là đồ khó nạn mà. Ai cho anh có quyền quyết định thay em? Tại sao? Tại sao anh coi em là cái gì? Anh xin lỗi, anh đã làm hại em. Em không cần anh phải xin lỗi, em chỉ cần anh khỏe mạnh thôi. Tại sao anh không nói với em? Ai cần anh phải lo chứ? Chẳng phải anh muốn ly hôn với em sao? Em nói cho anh biết, anh đừng có hòng. Anh bị bệnh đúng không? Bị bệnh thì đi tìm bác sĩ. Đi, đi về nhà với em. Em sẽ tìm chuyên gia giỏi nhất để chữa bệnh cho anh. Thank you.